Bước sang tháng 5, đây là ba con giáp có phúc tinh phù trợ, may mắn ngập trời. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe, chúc quý anh chị có những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng tìm hiểu về ba con giáp có phúc tinh phù trợ và may mắn ngập trời trong cái tháng 5 tới đây. Và bây giờ xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của video ngày hôm nay. Xem ba con giáp đó là những con giáp nào. Thứ nhất đấy là tuổi Tý. Tuổi Tý sở hữu tiền đồ sáng lạn, có cơ hội vươn lên trong sự nghiệp. Trong tháng 5, tuổi Tý có cái tài lộc ổn định, không quá nhiều biến động so với tháng trước. Bên cạnh đó, con giáp này sẽ tiết kiệm được một cái khoản kha khá so với tháng trước. Nhờ cái sự túc trí đa mưu, dám dấn thân và có mắt nhìn người nên là kẻ tiểu nhân dù muốn cũng rất khó hãm hại tuổi Tý. Đặc biệt là những người tuổi Tý đang kinh doanh nhỏ, trẻ có nhiều cái cơ hội làm ăn lớn mà không cần phải tìm kiếm đâu xa, khách hàng sẽ tự tìm đến tận nơi. Hãy tranh thủ cơ hội này để thu về những cái khoản lời béo bở. Và tuổi thứ hai đấy là tuổi Mão. Người tuổi Mão vốn có nhiều may mắn trong cuộc đời, lại có chí tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ nên là sự nghiệp thành công hơn người. Con giáp này đa phần thành đạt trong thương trường và quan trường. Và trong tháng 5 năm 2020 thì cuộc sống của con giáp này có chuyển biến tích cực hơn so với tháng trước. Bản mệnh sẽ có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn. Những cuộc giao dịch ký kết hợp đồng đều diễn ra thuận lợi và tuổi Mão sẽ nhận được một cái khoản thu nhập không nhỏ. Và tuổi thứ ba đấy là tuổi Thìn. Trời sinh người tuổi Thìn thông minh, cá tính và được hưởng cái may mắn từ khi mà lọt lòng. Dù được sinh ra trong cái gia đình khá giả, người tuổi Thìn cũng không ý lại mà luôn cố gắng phấn đấu, phát huy sở trường của mình để làm giàu và khẳng định bản thân. Tháng 5 năm 2020, con giáp này sẽ nắm được cơ hội nghìn năm có một để kiếm được một cái khoản thu kha khá và ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Vận trình của tuổi Thìn đang trên đà hanh thông, hầu như không gặp khó khăn nào, dù có trắc trở, tức thì con giáp này cũng nhanh chóng giải quyết xong xuôi một cách thông minh, khéo léo. Vâng, quý anh chị thân mến, trên đây đấy chính là ba con giáp có phúc tinh phù trợ may mắn ngập trời trong tháng 5 của năm 2020. Tuy nhiên thì những thông tin này cũng mang tính chất là tham khảo, không phải ai cũng thành công và trở nên giàu có, công thành danh toại nhờ vào bản mệnh của mình. Cái quá trình nỗ lực, kiên trì phấn đấu, nắm bắt cơ hội mới quyết định được việc con giáp này là có đổi đời thành công được hay không. Do đó, các bạn đã có được cái vận trình tốt thì hãy cố gắng hết mình để đạt được cái sự thành công như mong đợi. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc hay là muốn tư vấn riêng về tuổi của mình thì quý anh chị hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại cái lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Và cuối cùng xin được chúc quý anh chị có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.